Cái này là nhắc lại để lỡ có ai quên thì nhớ lại hay. It's true. Jumper. Mấy cái lệnh mà chỉ cho mọi người là hầu như hình nào cũng dùng hết á. Cho nên là làm đi làm lại là nhớ thôi. Cái extrude này thì nó có tác dụng là từ một cái từ một mặt phẳng đúng không? Từ một poly, một hoặc là nhiều poly. Nó sẽ độ nó đẩy ra thêm một mặt mới nữa. Nó tạo nên một cái khối nổi. À, một khối mới nha, một khối nổi nha. Rồi. Ví dụ ở đây mình có chừng này mặt thôi, mình muốn extrude cái phần nào thì mình sẽ chọn vô cái mặt để mình extrude. Muốn chọn mặt thì phải có edit poly, bấm số 1, 2, 3, 4 chứ không có chọn tay vô trong này nha. Nhiều bạn là hay chọn đó, chọn thành thói quen đó. Với cả cái xoay cái view của mình đó, cái này nè bỏ đi, đừng dùng này nữa. Dùng ALT xong rồi kết hợp với lại chuột giữa để mình xoay. Muốn quay về view front top gì thì bấm F thôi, nó sắm ra phím tắt để mình bấm mà. Chứ còn đang ở đây xong rồi cứ kéo cái này rồi bấm. Nhìn đây nó có lúc nhìn nhầm đó. Bây giờ muốn extrude cái phần này ra thì mình sẽ chọn mặt rồi chuột phải extrude. Qua để lưu lại mọi người coi chứ. Rồi chọn extrude. Ở đây. Chọn một cái ô tích này này. Để cho nó hiện ra các thông số option cho mình chọn. Rồi đẩy thông số lên. Đấy. Nếu như mà mình muốn canh theo cái khoảng cách thì chỉ cần cho thông số nó lên một xíu thôi. Rồi sau đó là mình chỉnh tay. Mình về mặt lab để mình dẫn tay. Ở đây đang không chọn đúng không? Thì chọn lệnh số 1, chọn điểm, kéo ra cái vô. Rồi giả sử như bây giờ nó đang mình muốn extrude cùng một lần những cái mặt này lên luôn. Và nó không có nối cái cạnh này với nhau. Thì mình sẽ chọn mặt. Extrude ra. Như cái này option của nó đang là extrude toàn bộ mặt luôn. Thì mình sẽ phải chọn lại những cái mục như thế này. By polygon là từng cái ô này thôi. Đó. Rồi chọn lại cái khác thử. Là có các option khác nhau. Thì chọn như cái by polygon là cái phần này nó sẽ không có nối với nhau này. Nên nó sẽ tách ra mặt riêng, chỗ này nó có một cạnh riêng. Thì tương tự như thằng Extrude này, nó sẽ có cái lệnh Bevel. Ai mà làm xong rồi nó bị mất cái bản lệnh á, mình bấm qua cái chỗ khác là nó nhảy. Đúng không? Thì chỗ này nhớ chuột phải lại, chọn vô lại cái lệnh Extrude. Chọn vô lại nha. Tại vì lúc nãy mình đang ở cái bản lệnh này là mình chưa kết thúc lệnh. Mình chưa nhấn cái thúc mà mình nhấn ra ngoài mất, có nghĩa là nó vẫn đang lưu cái lệnh ẩn ở đây. Giờ mình nhấn ra ngoài là nó mất này. Giờ mình chọn lại là nó hiện. Thì lúc đó cái lúc nào mà bị như này thì nhớ bật đây lên rồi nhấn ok thôi là được. Rồi lệnh bevel đây là xuống nha. Bevel. Bevel nó cũng tương tự như thằng này. Nhưng mà nó có cái thêm một chức năng nữa là thêm một option nữa là nó scale nhỏ hoặc to cái khối mà mình được extrude lên. Scale cái bề mặt ấy. Được extrude. Ví dụ. Ở đây đây. Nếu mà dùng lệnh extrude thì nó chỉ đi lên đi xuống thôi.
nó chỉ có một thông số này thôi. Còn dùng lệnh bevel thì nó sẽ có thêm một option nữa. Đẩy lên và thu nhỏ cái mặt này lại hoặc là to ra nha. Nó cũng có cái option là chọn từng poly riêng lẻ. Hoặc là cả một bề mặt đó luôn, chung hết một cái group. Đây là lệnh bevel. Lệnh chamfer. Chamfer nó có nghĩa là từ một cạnh nó sẽ tạo ra nhiều cạnh ở hai bên. Từ một cạnh hoặc là một điểm nha. Từ một cạnh hoặc điểm. Xung quanh. Rồi. Ví dụ ở đây mình muốn tạo cho nó thêm cái cạnh ở chỗ này thì có hai cách. Một là dùng sweep lock. Phím tắt của nó là Alt+1. Nó chỉ có tác dụng ở trên cái edit poly thôi. Và chỗ này mình không cần phải kích hoạt cái lệnh cạnh lên, mình tắt đi. Alt+1 là nó sẽ hiện ra cho mình những cái cạnh nào mà song song thì nó mới nối được. Cạnh ở đây nó được tạo thành 4 điểm á. 1, 2, 3, 4 thì nó mới có cái đường thẳng như này. Rồi mình chỉ đưa chuột vô, mình muốn thêm ở đây thì mình thêm, nhấn chuột vô thôi. Rồi để hủy lệnh này đi thì hai cách. Một là bấm lên trên này, hai là chuột phải để tắt cái lệnh. Đó là sweep loop. Còn chamfer. Chamfer thì nó sẽ có hai trường hợp nha, hai cách sử dụng. Một là chamfer toàn bộ cả cái khối, những cái cạnh mà cạnh viền á, cạnh mà ở góc cạnh này là góc ngoài này, này ở góc trong này, mình muốn chamfer hết toàn bộ những cái cạnh đó thì mình sẽ vào trong cái modify list ở đây. Chỗ này mình không cần chọn cạnh gì hết tại vì mình đang chamfer tổng mà, chỉ cần tạo chamfer. Rồi có lệnh chỗ này mình tăng cái amount nó lên, tăng thông số lên. Như này, kiểm tra lại. Đây là tất cả những cái cạnh góc là nó được chamfer hết. Còn nếu như mà mình chỉ muốn chamfer những cái cạnh như này thôi, ở đây không cần này, mình không muốn chamfer chỗ này, thì cái cách mình thay đổi cái số độ này cũng được. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng chính xác cái nghe. Chính xác 100% khi mà cái khối của mình nó đơn giản, nó ít góc cạnh và mình nhớ được những cái cạnh đó là cạnh vuông hay cạnh gì. Chứ còn một cái hình mà nó nhiều khối lồi ra lõm vô, mình chamfer tổng như này này là rất là dễ bị thiếu hoặc là bị dư. Rồi bây giờ muốn chamfer những cái cạnh ở ngoài thì để 45 độ thôi. Nó sẽ mất cái này đi. Này. Này là 20 này. Đó là nó chamfer luôn đây. Còn nếu mà để 45 độ là nó chỉ chamfer những cạnh ngoài. Rồi có thể tăng cái thông số cạnh lên, số lượng cạnh lên. Sắc màu là 1 thì nó sẽ từ này là một cạnh góc, nó sẽ tạo ra cho mình mỗi bên một cạnh. Còn 2 là mỗi bên hai cạnh. Đấy thì thường mình sẽ dùng cái này là số lượng là 2 nha. Rồi đi kèm với lại cái chamfer này thì khi mà mình làm xong cái bề mặt nó sẽ bị móp, nhìn nó bị móp. Ở cái dòng cuối cùng mình sẽ chọn cho nó cái smooth chamfer only, có nghĩa là chỉ làm mềm cái phần được chamfer thôi. Như này. Thì vì sao mà mình phải làm cái smooth chamfer only này?
Vì nếu như mà mình không có làm cho vô ly, ví dụ như trường hợp ở đây nó là một cái vật liệu kim loại đi, nên là nó ảnh hưởng tới cái sản phẩm output của mình nha. Như cái hình này là đã được chăm vô ly này, còn nếu mà không được chăm vô ly là cái bề mặt này nó sẽ bị phồng, nên nhìn nó thẳng, nó phẳng như một tấm gương ở đây, để ví dụ cho mọi người thấy khi mà mình không chăm vô ly thì nó như thế nào. Đây nó tương tự như cái mặt ở phía bên mặt của cái kệ gỗ kia nha. Bây giờ mình không để này, đó là nó mất cái góc cạnh này, nó không thấy được cái cạnh này. Chỗ này mình không châm phơ là nó không thấy được. Rồi. Rồi. Ở đây là cái 45 độ nhưng mà nó không chính xác hết toàn bộ. Thì nó sẽ có cái thêm một cách nữa. Đây là châm phơ tổng thể. Châm phơ dựa theo cái setup option của mình. Còn cái cách thứ hai để châm phơ là châm phơ mình chỉ định. Chỉ định là sao? Chỉ định là mình sẽ chọn những cái cạnh mình mong muốn châm vơ bằng lệnh cạnh. Chọn số 2, bây giờ mình muốn châm vơ ở đây, đúng không? Tất cả những cái cạnh ở ngoài. Thì mình sẽ chọn cạnh. Control kích chọn thêm. Bây giờ mình muốn chọn một lần hai cạnh này luôn, nó đang nối liền với nhau này, thì sẽ nhấn Ctrl kích đúp vô là nó chọn cả hai. À, phần này mình không cần, mình bỏ đi, giữ Alt để mình bấm bỏ đi. Khi mình nhấn thì mọi người chú ý là nhớ nhấn cho nó đúng cạnh nha. Khi nào mà mình nhấn là cái cảm giác của mình nhấn á, mà nó bị nhấn rồi nhưng mà nó hiện lên cái hình hình của cái biểu tượng mà dấu này này, có nghĩa là nó đang chọn ở cái cạnh sau, nó đang chọn mất đúng cạnh này này. Thì khi mà mình nhấn là nó sẽ không có ăn vô trong cái cạnh trước mà đang bị chọn nhầm vô cạnh sau. À, ở đây là chưa chọn nha, nhưng mà khi mình đưa chuột vô nó không có đưa đúng, mình đưa lệch qua bên. Trùng hợp là ở sau này nó có một cái cạnh khác nữa. Mình nhấn ở đây thì nó đang bị chọn nhầm. Lúc đó là phải kiểm tra lại hay. Kiểm tra lại sai ở đây coi thử. À bị rồi nè, bỏ đi. Rồi chọn tiếp. Thì khi chọn như này nó cũng sẽ có trường hợp là bị đẩy cái khối do mình con chuột mình đẩy đi á. Mình có thể chọn vào trong cái lệnh ở phía trên để nó không có tác dụng là move đi. Lúc đó là mình đẩy thoải mái. Rồi giả sử như chỗ này là quên chọn cạnh này nha. Rồi, kiểm tra mà thiếu này thì bây giờ cứ châm phơ lên, bật châm phơ lên. Ở đây vẫn đang để lệnh cạnh, tại vì mình chọn cạnh nào nó sẽ châm phơ cạnh ấy. Bật châm phơ. Thông số thường thì sẽ có một số máy là các bạn cài cái unit ấy, nó bị cao. Nó sẽ nhảy to, to lên như này. Ví dụ đây đi, nó bị như này. Thì mình phải đưa cho nó về giá trị thấp nhất rồi, chuột phải vô. Rồi, xong zoom lên cái đoạn đó. Zoom vừa thôi nha, chứ không phải là zoom sát như này đâu. Zoom vừa thôi, cái đây thôi. Đẩy thông số lên. Và dựa theo cái hình để mình canh là cái đường cong nó đã đủ hay chưa. Nếu chưa đủ phải tăng thêm. Rồi, thêm một nữa là thành hai. Bật chấm phơ ly. Đấy.
Bây giờ kiểm tra xem còn phần nào chưa được chăm phơi hay không. Phần nào chưa được chăm phơi này. Thì về lệnh edit poly, nếu mà đang bật cái đèn này thì mình tắt đèn đi để mình thấy được cái cạnh mình chọn. Phím tắt là Alt dấu ngã, Control kích chọn thêm. Rồi bật lên. Cứ phần nào mà bị thiếu thì mình sẽ ẩn đi. Rồi, như chỗ này mình có chọn cạnh này, nhưng mà nó không được chăm phơ. Lên đây, tắt cái min angle này đi là được. Tắt đi, là nó sẽ chăm phơ những cạnh này. Tại vì nếu mà mình đang để dấu tích thì nó đang hiểu là chỉ những cái cạnh nào mà tối thiểu trên 20 độ thì nó mới chăm phơ nha. Thì có nghĩa là cạnh nó đang dưới 20 độ này, thì mình phải bỏ. Tại vì đã chăm phơ chỉ định rồi mà, thì phải bỏ nó đi. Rồi, rồi tới đây là xong cái lệnh chăm phơ. Mình phải add thêm một cái lệnh edit poly vô để nó ngắt cái lệnh này đi, chứ không phải là quay lại đây để chỉnh đâu nha. Không phải là quay đây để chỉnh đâu. Nếu mà chỉnh chỗ này á, bây giờ mình muốn kéo cái điểm ra, mình muốn kéo cái điểm này nó đi ra ngoài, mình mà lên đây mình chọn điểm là nó mất cái lệnh cạnh, có nghĩa là mất đi thì cái chỗ này nó sẽ không chăm phơ cạnh nữa mà nó sẽ chăm phơ điểm. Ví dụ nha, bây giờ chọn một nè, đó mình chọn điểm ở đây là nó sẽ chăm phơ đúng như cái lệnh này luôn. Cứ lại thôi. Rồi edit poly, bây giờ mình muốn chọn điểm thì lên đây chọn, đây là cạnh nè, đây điểm nè, kéo ra. Rồi thì tới bước này mình bỏ là điểm đi thì không sao hết, tại vì mình đã xong cái việc mà mình chỉnh sửa rồi. Đó là chamfer, extrude. Rồi turbo smooth. Nhắc lại là cái turbo smooth đó không bắt buộc 100% trường hợp nào mình cũng phải dùng turbo smooth. Turbo smooth thì mục đích của nó chỉ là thêm cạnh thôi, và nó sẽ tính toán, AI nó tính toán, nó tự động nó đẩy cái này ra cho nó cong hoặc là bóp vô để cho cái hình nó smooth thêm, nó mềm, nó mượt thêm, nó tăng lưới mà. Thì như những cái hình mà nó chỉ có cái những cái bề mặt phẳng như thế này thì mình chỉ cần chăm phơ thôi nha, chỉ cần chăm phơ thôi chứ không cần phải turbo smooth nữa. Nếu ở đây hình này turbo smooth thêm thì nó không khác gì hết đấy. Coi ở những cái bề mặt, những cái cạnh nha, nó không khác gì hết. Nhưng mà khi mà mình turbo thì vô tình là mình bị móp ở phần này, đúng nha, đó bị móp thì hình này không cần. Và turbo smooth nó cũng sẽ bị hay lỗi những cái đường góc, những cái góc là nó hay bị lỗi. Cho nên là lưu ý là những cái hình mà nó có góc cạnh, những cái dạng mà hash face á, hash face khối mà khối cứng, khối khó, khối phức tạp thì mình sẽ hạn chế là dùng turbo thôi. Turbo mình sẽ dùng để lên lưới chứ không phải là dùng để nó ra kết quả cuối cùng. À, vậy thì turbo smooth mình sẽ dùng trong trường hợp nào? Dùng trong trường hợp nhiều nhất là khi mà mình đã có những cái khối thô rồi nè, những cái lưới thô rồi, và cái sản phẩm của mình nó cần phải mềm mượt, nó cong hơn, mình sẽ dùng turbo. À, như này, này là chưa turbo này, này turbo rồi. Rồi và khi lưu ý mình turbo của những cái khối mà nó dạng như khối có hộp, khối góc cạnh thì phải có cạnh chạm. Tại vì cái quy tắc của turbo là nó sẽ thêm lưới ở những cái cạnh như này, thêm lưới vô. Và kèm theo đó là nó sẽ tính toán nó đẩy cái vị trí của cạnh này nó đi vô để cho nó làm mềm, mà làm cong hơn mà. Thì mình muốn cho nó không bị móp chỗ này, không bị móp ở đây, thì mình phải có cái cạnh chặn ngay đây, sát vô cạnh ngoài. Nếu như không có cạnh chặn thì mình đang hiểu cạnh này là cạnh chặn của cạnh này, đúng không? Còn cạnh phía bên phải là cạnh chặn của cạnh phía bên trái, thì nó sẽ làm mềm từ khoảng cách là cạnh đây tới cạnh đây. Ở giữa này nó không có gì hết, nó sẽ làm mềm từ đây tới đây luôn. Còn nếu mà mình thêm cạnh ở đây
cái nó đây thì nó sẽ chỉ làm mềm phần này thôi. Chẳng cạnh thì nó lại quay lại cái trường hợp ở đây, nếu như mà hình khối thì chỉ cần chamfer. Còn làm những cái tấm đệm mà ví dụ như cái đệm ghế sofa ngồi đây chẳng hạn, rồi ví dụ như vẽ một cái đệm ghế sofa thì phần này nó sẽ cong lên đúng không, nó cũng dạng như hình hộp nhưng mà nó sẽ cong, nó mềm mại hơn. Phần này nó cong ở dưới này cũng có nhưng mà nó ít, phần dưới này thường là phần dưới này nó sẽ ít hơn. Thì mình sẽ phải chặn cạnh ở dưới này cho nó sát vô, chứ còn nếu mà mình chặn ở đây và chặn phía này này thì cái phần gỗ nó sẽ bị cong như thế này, nó sẽ bị cong ở đây. Rồi cứ chặn cho nó ra hình đã. Mình phải tưởng tượng được trong đầu á, là khi mà mình chặn cái cạnh ở vị trí này thì nó sẽ cong như thế nào. Cạnh đây thì cứ nhớ nó khoảng khoảng cỡ này đây. Đó, nó sẽ đẩy cái lưới này vô. Thử đây nha, nó đẩy lưới này vô, đã vào đây này. Đó, tại vì nó thêm cạnh chỗ này nữa mà, thì đồng nghĩa với lại vì nó sẽ đẩy vào đây. Đây là đường chuột là ngay vị trí này luôn, cứ canh vị trí nó khoảng ở giữa, tính từ đây tới đây thôi. Rồi nếu mà khó nhìn quá, không chưa quen, khó tưởng tượng quá thì mình sẽ bật sẵn cái lệnh turbo smooth ở trên, kèm theo là bật tắt cái bóng đèn này cho nó hiển thị để coi thử. Ví dụ bây giờ mình muốn cái góc chỗ này nó ít lại, nó sơ sơ đây thôi, thì mình sẽ ẩn cái lệnh này đi, chọn cái cạnh, cái đốt vô là nó chọn nguyên một cái lúp. Rồi bật cái đèn lên, mình di chuyển cái cạnh cũ nó đang nằm đây nè, mình di chuyển cái xuống. Rồi bật đèn lên coi thử, đây là vị trí mới. Chứ nếu mà mình để như thế này đi xuống là mình không biết được sau khi turbo xong thì nó như thế nào. Rồi tương tự cái cạnh ở đây mình cũng chọn vô, rồi bật turbo smooth. Muốn ở trên là nó cong nhiều hơn thì mình phải di chuyển cái cạnh đi xuống dưới đây. Cái này vô. À, kết hợp cả di chuyển vị trí đi xuống dưới, mình cái lau poly nó sẽ làm cái nền tảng nha. Đây. Rồi làm phòng phần này lên, phần phía trước ra, phần trước thì cần phải có lưới. Cái này nó đang bị lỗi hiển thị của phần mềm đâu, không sao đâu. Đó, mình coi thử xem được cái dưa này. Rồi phần trên còn phải có lưới. Rồi tùy vào mục đích của mình, đó là chẳng cạnh turbo smooth. Như hình này, nếu như mà sản phẩm của nó đang tập trung vô một cái gối này không, sản phẩm chỉ là một cái gối không thôi, thì cái phần cong này gọi là chưa đạt yêu cầu, thì nhìn vô là nó đang bị gãy. Còn nếu mà nó đưa vô trong một cái tổng thể là cả một cái ghế sofa nó tới bốn cái gối như này thì sản phẩm của nó là này đúng không, như này là ok nha. Tùy mục đích nha, tùy cái trường hợp mà mình phải turbo. Rồi như ở đây thì mình phải turbo thêm nữa hai,
như này mới ok. Đừng có zoom sát lên để nhìn anh nghe. Sản phẩm thường là chỉ zoom tới đây thôi. Ở bước này nếu mà còn gãy, nó là cái khối cứ thuộc cái dạng, ví dụ như là cây sắt nó cong đi thì nó phải mượt, chứ còn cây sắt mà nó bị gãy này thì làm được rồi ha. Cái này là theo cái tiêu chuẩn của bên khách hàng họ đánh giá, chứ không phải là người này nó đúng người kia nó sai đâu, cái đó sẽ tùy trường hợp. Rồi đó là turbo smooth. Còn như nữa ta,